Má đi làm đây. Ở nhà ấy, nhớ là phải học bài này, lau dọn nhà cửa này, rồi ở trong nhà không được đi đâu hết nghe chưa? Lạ. Ừ. Thôi để mấy đây lạc. À này, nhớ là tuyệt đối không được tụ tập phá làng phá xóm nghe chưa? Lạ. Má cứ tin hả con? Ừ. Thì tin. Ba ba má. À, quên không hỏi, hôm qua cậu có bị mẹ phạt đau không? Chỉ bị phạt quỳ gối và vỏ mít thôi. Vậy chị có dùng cái món bảo bối mà em đưa chị không? Tất nhiên là có rồi. Trời ơi, cái này á, quỳ gió sầu đi con mới sợ luôn đúng không? Nói xui đi tối chứ bị thiệt bây giờ. Thôi thôi nha, chị đã hứa với má chị á là từ nay chị sẽ không phá nữa. Mấy đứa cũng đừng phá nữa thì chị mới cho mấy đứa qua nhà chị chơi. Ơi, đây là chương trình bất ngờ dành cho những ai thấy mình có tài năng diễn xuất thì hãy nhanh tay đăng ký nào. Xin chào các bạn, tôi là đạo diễn sắp nổi tiếng, cho nên tôi đã cần tuyển một số diễn viên có tài năng để tham gia những chương trình của tôi. Nếu như các bạn đăng ký tham gia, các bạn sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng. Mọi người có nghĩ giống anh không? Tất nhiên là có. Vậy thì mình hãy làm một cái tiểu phẩm để gửi cho chú đạo diễn đi. Làm luôn đi. Em á, em thích vở kịch Lọ Lem và Hoàng Tử. Vậy sẽ làm Hoàng Tử. Vậy chị là Lọ Lem nha. Chị là cô con gái thứ nhất. Vậy thì em sẽ là con gái thứ hai. Ủa vậy ai làm mẹ ghẻ? Má ơi má, má xem con mặc xuất sắc không má? Má ơi má, con mặc bộ này đẹp hơn nè má. Con đẹp hơn nè má. Con đẹp hơn. Má, má là đây xem má đẹp hơn. Con đẹp hơn. Các con nhìn má. Wow. Có xinh không? Được không? Cái gì? Lọ Lem mà đòi đi chị hội. Má ơi má, chị Lọ Lem chỉ mặc đồ đẹp hơn con kìa. Ủa? Má, chị tính lấy hàng tử của con á má. Của chị? Của em. Của chị. Còn chần chờ gì nữa? Nhào vô. Là để cho mọi người chừa cái tật ý đâm hiếp yếu, dùng bạo lực vậy đó. Nhưng mà cái này đâu có trong kịch bản đâu. Chị thêm vào cho có tính giáo dục quá mà. À... Công chúa Lọ Lem ơi, anh tới cứu em đây. Hả? Trời ơi, giờ còn cứu gì nữa, cả ba người bị nó xích rồi nè. Ủa, là sao? Thiệt, là hai ông nội luôn á, cắt da ông nội luôn rồi. Không hiểu, tự nhiên cái da tôi. Thì về nhà thay đồ lâu muốn chết luôn, thấy người ta xong xuôi hết rồi không? Không nói sớm, để tôi còn đi về nữa. Đi về chứ? Đi về trả bộ đồ vô chú rể chứ làm gì, lấy bộ đồ của người ta nè. Thôi thôi, như vậy cũng là đủ rồi. Thấy xuất sắc rồi, đủ rồi. Gửi cho đạo diễn đi. Ok. Siêu hay luôn. Nhưng mà bà cậu có chắc là cậu đã gửi cho chú đạo diễn chưa vậy? Tôi gửi rồi mà. Alo. Dạ đúng rồi, tụi con là báo thủ đấy ạ. Chú đạo diễn ạ. Dạ, tụi con luôn sẵn sàng để đi đóng. Ngay bây giờ cũng được. Dạ. Vậy tụi con tới liền. Đạo diễn nói bây giờ mình đi đóng phim được luôn không? Tất nhiên là được rồi. Đi luôn. Yeah. Thưa má mới đi làm về. Ờ. Cái cơm nước gì chưa mà giờ này ngồi thẫn thờ đấy? Dạ chưa, hôm nay con bận lắm luôn á má, không có thời gian nấu ăn. Bận gì mà không nấu cơm? Con bận đi đóng phim. Cái gì cơ? Dạ. Hôm nay á,
con được một chú đạo diễn nổi tiếng mời con đến đóng phim, bởi vì tụi con đã gửi cho chú xem một cái tiểu phẩm rất là hay luôn ấy, nên là đã lựa chọn tụi con đi đóng phim đó má. Nhưng mà có được đóng không? Dạ được đóng, 7 giờ là sẽ chiếu đó. Má đợi đi, con đang đợi xem đây. Thế đóng vai chính hay vai phụ? Hay là quần chúng hay là chạy qua chạy lại thôi? Trời ơi, là vai chính. Con được bắt trận mặt con luôn. Thật luôn á? Một phát ăn liền. Mấy giờ chiếu? 7 giờ là sẽ chiếu đó. Chờ nhá. Con mời cô uống nước. Má con gọi cô qua đây là để xem phim của con đúng không? Má con hồi hộp lắm nhưng mà bây giờ mắt đi tắm rồi. Hai cô đợi má con một chút nha. Nè con, lần đầu tiên đóng phim con có hồi hộp không? Dạ không, trời ơi, năng khiếu của con luôn đó cô. Con đóng một phát là ăn liền, không hề hồi hộp. Trời ơi, con giỏi quá trời luôn á. Đúng rồi, con gái của tôi là phải giỏi thôi. Biết sao không, nó giống mẹ nó. Hồi xưa ấy là mơ ước làm diễn viên điện ảnh nhá, nhưng mà không được, cho nên bây giờ là cái mơ ước nó cháy bỏng, nó lan truyền, nó chảy vào trong người con bé này. Kể cho bà nghe, nó chỉ đi phớt ngang mặt ông đạo diễn thôi là ông sớt nó liền. Ủa thôi, con này có tố chất ngôi sao này. Thế là nhặt nó vào, là đẩy lên vai chính luôn. Là ông đạo diễn ông hứa là từ đây trở đi là nó sẽ là ngôi sao của ông. Thôi bà nói gì vừa, tới giờ chưa? Sắp đây kìa, kìa, bắt đầu tới kìa. Tới rồi. Xin chào các bạn, chúng tôi là phóng viên của báo Lá Hành. Hôm nay chúng tôi có dịp ghé thăm một nơi chắc định sẽ khiến các bạn bất ngờ. Ê, có ông Bảo nó làm gì kìa? Trời ơi, nó đóng phim chứ làm gì? Thôi, bà bớt đi, để coi bé hớ ra kìa. Ô con đâu? Dạ, tới đây này. Ủa, con đóng dây khùng luôn hả? Dạ đúng rồi, vai diễn của con đó cô. Trời ơi, bé Hân Chi, nó leo lên cây làm gì trển vậy? Đóng vai khùng luôn đó cô. Ủa, cái quy gì anh gì nó cũng dây khùng luôn hết. Dạ không hết, ai cũng không. Vui lắm. Hay quá. Đây là hình ảnh của những bạn trẻ không được bố mẹ quan tâm nên đã nghiện game, chơi game để giải tốt quá 100 phút nên bây giờ đã bị tâm thần nặng. Và đây là cảnh tỉnh dành cho rất nhiều bố mẹ không quan tâm đến con cái của mình. Vui quá. Vui quá. Trời nóng y chang. Đúng là đẻ đứa con khôn thì mát lòng rười rượi, mà đẻ đứa con dại khốn nạn cái thân tôi. Đó là đóng phim mà má, là diễn viên thì đâu có được chê vai diễn đâu. Này, thế có một lần nào đó mà thử là má nói mà mày không cãi câu nào xem. Mày thử một lần xem có thằng nào chết không. Mỏ cứ xoét. Quỳ xuống. Má ơi, con chừa rồi. Má con không có nhớ